Hello guys, it's me Thanh from Ama English and welcome back to my channel. À, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Và hôm nay thì Thanh sẽ quay trở lại với video clip về uh, trong chuỗi series về đánh vần tiếng Anh. À, quy tắc số 19, C đọc thành K. Ok, chữ C đọc thành chữ K trong trường hợp nào? Alright. Rồi, vẫn câu hỏi thường ngày Thanh hay hỏi mọi người, how to pronounce these words? Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Mọi người để ý cho Thanh cái chữ C mà Thanh đã à, bôi đỏ ha đầu tiên thầy có cái từ ứng viên ha mình sẽ nói gì mình sẽ đọc như nào nhỉ yes candidate again candidate đúng không candidate à chữ c ở đây thì mình sẽ được phát âm là k. À, chữ k right next one thành có thứ hai ở từ um, public again public à đúng rồi chữ c ở đây sẽ phát âm là chữ k. cũng là chữ k và cái từ màu đen ha mình sẽ được phát âm là black again Black right ờ à, đúng rồi chữ c ở đây cũng được phát âm về chữ k vậy thì tại sao hôm trước mình đã học gì nhỉ à c được phát âm là âm s được chưa âm s rồi right. trong bài 16, 17, 18 đúng không vậy thì ở đây và hôm nay chúng ta lại học là chữ c sẽ được phát âm thành âm k tại sao lại như vậy alright rồi chúng ta sẽ đi đến phần công thức ngày hôm nay nhé bài hôm trước là c cộng e y ngắn y dài thì c sẽ được phiên âm thành âm s Đúng không? Nếu mà ai chưa xem các quy tắc số 16, 17, 18 liên quan đến C cộng E y ngắn Y dài thì các bạn có thể lên kênh youtube của Ama English và sau đó xem lại uh, uh, quy tắc số 16, 17, 18 nha. Alright. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ học gì? C không đứng trước E y ngắn y dài Thì C sẽ đọc thành k Alright. C không đứng trước E y ngắn y dài Tức là C nó loại bỏ cái trường hợp này đi đúng không? Thì C sẽ đọc thành âm k C. C đứng cuối đứng trước a o u tức là đứng trước các nguyên âm còn lại ha âm ei được gọi là nguyên âm được rồi còn các nguyên âm a o u đứng trước các nguyên âm còn lại hoặc c đứng trước các phụ âm thì c cũng được đọc thành âm alright rồi à, nghe có vẻ phức tạp đúng không nhưng mà đi vào áp dụng thì mọi người sẽ uh, thấy nó dễ hơn và nó sẽ dễ, dễ nhớ hơn rồi trước khi mà đi áp dụng ha, thanh có một cái phần gọi là cách phát âm âm K mọi người có thể nhìn cái slide ha, cái picture, cái hình ảnh ở đây. Đầu tiên, à, cái âm này thì là miệng hơi mở ra, được chưa? Phần cuống lưỡi nâng lên chạm vào phần ngạc mềm ở trên. À, mọi người nhìn cái bức tranh hả? Phần cuống lưỡi là cái phần này, được chưa? Nó được nâng lên chạm vào phần ngạc mềm ở phía trên, được chưa? Để làm sao để chặn cái luồng hơi đi ra. Đó, là cái âm này thì mình sẽ đọc là. Đúng không? Âm này âm vô thanh ha Tức là khi các bạn à, chạm tay vào dây thanh quản Thì nó sẽ không rung. Thử nha <laughs> Hoặc là cách thứ hai Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là mình sẽ cho à, Khi mà mình để tay ở trước Cái miệng của mình ha Thì cái âm này nó bật hơi ra rất là mạnh <cười> Alright <cười> Alright Được Bật hơi rất là mạnh thì là chính xác Rồi. À, ở đây Thanh có một số Các cái ví dụ ha Đầu tiên này. À chúng ta thấy học rồi là C cộng với a o u tức là c cộng với các nguyên âm còn lại đó thì c sẽ được phân âm là âm k. và cái từ này mình sẽ đọc là escalator again escalator one more time escalator yes chính xác rồi rồi mọi người thử phân tích cho thành câu này xem nó rơi vào trường hợp nào đây yes chính xác c cộng với một phụ âm thì c sẽ được phiên âm thành âm k và mình đọc cái từ này là black one more time black âm này âm a E ha a. a a a và mình đọc là black black chính xác rồi tiếp theo à mọi người thử phân tích cho thành cái trường hợp thứ ba này xem c ở đây cộng với a thì nó rơi vào trường hợp nào nhỉ à đúng rồi c cộng với a o u thì c ở đây sẽ được phiên âm thành âm k và mình sẽ đọc là locate có má tham locate chính xác rồi À, next one. Tương tự C cộng một phụ âm thì sẽ đọc là k. Mình đọc là abstract. Again, abstract. Abstract. Yes, chính xác. C lại CT đúng không? Ok, C cộng một phụ âm. Impact. Again, impact. Nhớ nhá, cái phần nào nhấn trọng âm thì mình sẽ đọc cái giọng cao hơn ha. Impact. Again, impact. Yes. Rồi, ở đây C cộng một phụ âm tiếp theo này mình sẽ đọc là inscribe again inscribe inscribe rồi à c cộng với a o u c được phát âm là k. mascot again mascot 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 alright c cộng với a o u c được cộng là k. mình đọc là pancake mọi người cố gắng đọc theo thanh nhá pancake pancake đọc nhiều lần để cho mình quen cái khẩu hiền khẩu hình miệng ha. All right. Rồi tương tự ha, CT đúng không? Induct, induct. Rồi CA, right. Landscape again. Landscape, landscape. À, CR, C cộng một phụ âm. Macro again. Macro, macro. All right. C cộng một phụ âm hoặc C cộng A, O, U ha. Thôi K. Broccoli, One more time. Broccoli. 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 Yes. À, uh, C cộng với A, O, U ha. Candidate. Nhớ là cái âm này âm A ha. mọi người ghi lại cho thanh cái phiên âm cái âm này nhá. Âm A. All right. Candidate. Candidate. Again. Candidate. Chính xác. C cộng A ha. Locality. Locality. Locality, à, C, à đây rồi, C cộng với phụ âm ha, obstacle, again, obstacle, obstacle, nhớ chữ L ha, cầu, 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 chính xác, CT ha, predict, 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 chính xác rồi. Ok, vậy thì như thường lệ Thanh sẽ có một cái phần là Một cái phần bài tập về nhà cho mọi người ha uh, This is homework Và đây là phần bài tập về nhà Mọi người hãy cố gắng nhìn cái phiên âm Và đọc theo đọc đọc theo các cái từ trong này để chúng ta luyện âm Và thứ hai là trước khi mà chúng ta đọc Thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích trước Đó là à, chữ C ở đây được đọc là gì ta? Trong trường hợp nào ta? Đúng không? C cộng A, O, U thì C được phát Để chúng ta ghi nhớ luôn công thức nhá Ok, that's it Mọi người hãy nhớ là à, làm bài tập À, đọc và cố gắng luyện âm hàng ngày ở nhà để cho mình quen cái khẩu hình miệng để mình phát âm một cách chuẩn và chính xác nhất nhé. Giải phúc cho mình uh, trong quá trình mà mình giao tiếp trở nên dễ dàng và mình nói nó sẽ dễ nghe hơn Ok, okay so that's it for today Thank you for watching my video and see you next time Bye